Nè, con cầm nè, cầm lắm, cầm lắm, cầm lên giống bà bá nè, nè giống kiểu như nè, không nhìn bà bá đi. nè, cầm nè, nhìn nè, bắt đầu nè, ăn à. Nè. Đúng rồi, ăn nè. Anh nói chè á, đang nói chè đó. Ngon không, ngon không, quá ngon nè, nè bà bá nè. Ê nó nó. Ủa con đập nè. Nè, đúng rồi, nè, 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 nè. Ừ. Không được có bọt. Sữa chua. Sữa chua. Ừ, sữa chua. Đúng rồi, giỏi quá. Nè, thôi bà bán hết đây nè. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Wow, ngon quá, ngon quá. Chợ dính vô chân con hết nè, rồi. Nè, 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 bác mở điện thoại này nữa nè. Dính trên đây. Nè, hạ xuống. Con cũng có mà. Con cũng có kìa, con cầm lên. Cầm lên, cầm lên giống bà bá nè. Không bà ấy, con cầm lên vậy nè. Rồi, 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 rồi. Con cầm cái muỗng ra đó. Nè, nè, nè. Nè, kéo bà bá nè. Nè. Nè, con Tâm ăn không? Ăn có bà bá không? À. Bỏ vô đây miếng nè. Bắp. Ngon quá. Ngon quá nè. Bà bá ăn nha. Bà bá. Nè, nè, ông Tâm không ăn phải không? Nè, ăn cái này không? Nè, ăn, ăn, ăn sữa chua nào ta. Giỏi. Ngon không? Ngon không con? Ăn sữa chua là tốt cho gì ta? Hả? Tốt cho đường tiêu hóa nha. Nè. Đồ nó không ăn thôi, mình ăn thôi. Khôn lắm. Thôi, được rồi.